tiên cảnh bầu trời vòng lai, tiên cảnh bầu trời gió lam thoang thoảng nhà bay ngàn hào. Thanh xa hồi đời chân đi mở mang la mãi đức đệ tam ni ngài dòng dõi kim chi. Hoài đường tân tiên vương cô đệ nhất ni tức mạc thường ni là đất chậm ngoài ra hồi trên tòa vàng công ơn phật thánh ni dưới điện tiền là con phụng sự vương cô đôi tôi tú nương nhờ vương cô tối định nhờ tôi tú nương nhờ quyền bố cai quản đi giang sơn đi hải hà thanh xa hồi cửa suốt tờ mờ trông ra ngoài cửa suốt tờ mờ chiếc thoi quê hoe nằm lá cờ chiếu chỉ đức vua phong thanh xa hồi lập ở hướng đông ngôi đền thờ lập ở hướng đông nghi thỉnh mời cậu bé cửa đông ngự về thanh xa hồi chúa mừng con dân văn đi tam vị chúa nhất mong tôn quan đi cùng thỉnh mời quan ấn đệ nhất tòa tôn quan ngài lập chặt giang đi trần gian uy hùng lục trí thần trong phép tôn quan đi lục trí thần thông quyền tu tam ni giới phi phong ti phép tôn quan nhiệm màu
khỏi phải lo cái chi phí ha. Vậy thế hôm nay cái uốn tiểu đệ tử mới họ Trần của ta có cái việc chi ha. A Di Đà Phật, bắt lấy bắt thái bắt tên hỏi nhất tu con Trần thị thu hàng con bản lại sinh canh ngọc liên hành canh tam hợp nhất tế người Trần dương thế số là tư cung này cắt chặt chúng tôi cuối đầu con nhờ theo đầu đồng mình tam tứ bổ nay thì cái bản tấu sớ cho nó. Bán bánh sinh, cành ngõ liên thành cành, tam tập nhập tức,
học cam chi đặng thành tâm bạch bái hà. Nhân thế số vẻ thiên cung ngại càng khôn phù tái trì ân càng chư Phật chư Thánh chư Thiên Chúa cùng phổ trì đức từ phùng xuân tiên tiến đế trình nhà đồng tiến tăng cầu an giải nhất thiết trì tại hương nguyện ra môn trì các cánh do trí kinh nguyện các nhập thành tâm thu thiết tương hòa kinh ngân mã bảo đế vật cảnh cổ sơ văn kiện tâm cho ân tấu. À cung di nam mô thập phương vô lượng thượng chủ tam bảo kim liên toàn hạ nam mô đại từ đại bi cứu độ cứu nạn linh cảm quan tâm bồ tát hồng liên tòa tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng ngắn nơi ngọc và ngã cung đỉnh thần triều liền thánh nhân vũ hưng đạo đại vương lập ở điện ngã tiên tiên thành mẫu cứu chúng tiên thành phần công hoa chúa ngọc và ngã cung đỉnh tiên tiên tam tòa thanh nhà mẫu quỳnh trung liễu hạnh công chúa tứ vị châu bà không sai công chúa ngọc điện ngã cung trình tượng ngàn thanh mẫu lê mại đại vương trưởng sơn âm công chúa diệu tín thiền sư triệu nghĩa cả pháp thiền sư ngọc điện ngã cung trình tiên tiên thanh mẫu động đình nghi lòng hoa lữ ngọc mạnh thủy tinh công chúa ngọc đà ngã cung trình tiên đình bản tay lục tập hoa giáp bản năng mạnh nhà nữ mạnh căn ngọ liền tối linh vi thiền kim tình tưởng ngàn ta chủ gia phổ công thần hoàng tử vương quang cùng quyết cả cùng đỉnh bát bộ sơn trang tứ đỉnh thủy lan di tầm bộ trung ấn đạo cùng đỉnh hạ vang ngũ lôi thần tướng bộ thần quan tham gia thủ công táo quân đoàn mạnh thần quan đi thuyền cùng vào cùng thật thanh chứng mình a thần nhà tiên cùng võ đệ tử gặp chữ nhà tâm thanh nhà đồng bản mệnh bình an thần cùng chấm kiện bản mệnh đắc bình an ra môn đương vượng nhất thiết sở cầu thẳng tâm qua toái nhà tam thần a đình vô dâm kích kết bình canh chi chi cảnh sơ tiên văn năm canh tí liền ý nguyệt sơ nhất nhật đệ tử cấu đầu bách đái. Thank you.
trên thương giới tôn quan người sang thế. Cõi trần kiêu thế độ dần dần quy dài lẫn liệt như thần thần khắp khắp hoài chung chung nam bắc bắc muôn dân dân đào dùng rơi
thiện đúng đúng phá non ngài sẽ đi tới đền sau trước quan lớn hùng